Thế một nạn nhân chịu hai phát vụt từ điếu cày nằm im bất động. Khi cơ quan công an còn đang tạm giam đối tượng tại Hòa Bình chờ kết luận điều tra và xử lý thì vào ngày 16 tháng 8, một vụ việc tương tự lại xảy ra tại Sơn La khiến nhiều người bày tỏ nỗi sợ hãi khi tăng vật trong vụ ẩu đả, lần này cũng là một chiếc điếu cày. Theo người đăng tải đoạn clip, vụ việc xảy ra tại một quán ăn thuộc tỉnh Sơn La vào khoảng hơn 11 giờ trưa cùng ngày. Lúc này, một thanh niên có đến một bàn nhậu có ba thanh niên đang dùng bữa quát mắng, thậm chí tát thẳng mặt một thanh niên trong bàn. Quá bức xúc trước hành động của đối phương, cộng với việc sẵn hơi men trong người, thanh niên cởi trần, người bị tát trước đó liền vùng dậy, cầm chiếc điếu cày dưới đất lên và vụt hai lần vào vùng đầu của đối thủ. Bị trúng đòn hiểm, kẻ gây sự liền đổ gục xuống nền nhà và nằm bất động. Trong suốt quá trình hai bên ẩu đả, những người có mặt đều không hề có động thái can thiệp. Chỉ khi một trong hai đối tượng nằm im bất động, một người tại bàn nhậu vội chạy lại xem xét tình hình. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của nạn nhân, tuy nhiên phần cuối đoạn clip có thể thấy cả người gây họa lẫn nhân chứng đều có vẻ lo lắng cho số phận nạn nhân. Hiện đoạn clip vẫn đang được nhiều diễn đàn chia sẻ. Nhiều người sợ hãi và đặc biệt danh cho chiếc điếu cày là cây gậy của thần chết với những tai họa trong thời gian gần đây liên quan đến vật dụng quen thuộc này. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.